Thạnh Chợ. Đây là tuyến 47, tuyến từ Hưng Long đi chợ lớn. Chỗ căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh với những cái hàng rào đậu đũa kìa. Kìa, lẩu dê hai tím nè. Sáng giờ có cá không anh? Mới ra hả? Phía trước mình là bến xe Hưng Long đó cả nhà. Cái bến xe Hưng Long này á, nếu mà người lạ đi ngang á, sẽ không có biết đâu. Nó không có bảng hiệu. Và bến bãi của nó thì nằm, em nhớ là nằm sâu ở phía trong một cái cây xăng hay là cái gì đó, hay là một cái nhà hộ dân gì đó, chừng 5-7 chiếc à. Bến xe này là nó có từ ngày xưa rồi. Một cái tuyến trên một cái tuyến đường DH11 nè, nối dài với con đường Đoàn Nguyễn Tuấn ở xã Quy Đức của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Thì đây là một cái vùng ven Sài Gòn và còn rất là nhiều cái cảnh hoang sơ, đồng ruộng cũng như là gò quan á, nhiều lắm. Mặc dù nó nằm gần những cái ngôi chợ lớn ở đây, cũng như là chợ Hưng Long nè, chợ Bình Chánh nè, rồi phía dưới này là có chợ nhóm Tân Kim nè, rất là nhiều cái ngôi chợ bao quanh. Thì trong clip này mình sẽ đi một đoạn ở con đường này, cũng như là mình sẽ vào trong vòng vòng những con đường quê, đường làng để xem cái cảnh hoang vu ở vùng ven Sài Gòn, xã Quy Đức nối dài xã Hưng Long ngày nay sẽ như thế nào ha cả nhà. Trên con đường này bà con mình bán đồ cũng khá nhiều, tạp hóa, một cái tạp hóa rất lớn ở đây đó, xe Hưng Long. Xe Hưng Long này nó chạy ngược cho xuống đây là nó lên bến xe chợ lớn đó cả nhà. Em nhớ cái bánh xe nó đâu đâu ở đây nè, nó phía bên tay trái mà giờ mình tìm không có ra. Bây giờ nhà cửa nó nhiều lắm, những cái hộ kinh doanh ở đây nè, mặt hàng rồi nhà cất lên cái kiểu kiosk cho thuê đó cả nhà. Giờ họ kinh doanh nhiều cái mặt hàng nên không còn nhận ra cái khu vực này nữa. Khu này em cũng đi ngang lâu rồi em không ghé lại đây. Đây là tuyến 47, tuyến từ Hưng Long đi chợ lớn. Ở đây mình phải đợi xe đó. Không lẽ cái bến bãi ở đây ta? Thấy có những chiếc nó đậu ngoài đường nè. Có mấy anh màu áo màu cam cam, màu xám xám đó, điều hành xe. Ở trong này có hai chiếc nữa, chiếc số 9. Ở đây giờ làm những cái xưởng rất nhiều luôn ha, quán ăn. Những người nào mà có mặt tiền ở đây cho thuê kiosk kế nhau không à, quán ăn rồi họ thuê bán thuốc tây đủ loại hết. Ít ai mà để cổng rào ngày xưa lắm, mặt bằng mặt tiền kinh doanh được mà họ cho thuê. Tạp hóa rất lớn. Đây có lẽ là một căn nhà mà cổng vào xưa hiếm hoi của bà con mình còn để lại á. Trời ơi, anh chở gia trai đi rồi, quá xá ể. Lâu lắm rồi mới trở lại đây. Nhà tạp quá, kim lựa rau cải luôn, bán y như là gia đình vậy đó, bỏ dưới đất bán, ai vô mua là mua à, chứ không có bảng hiệu gì hết cháu, không biết ở đó bán gì luôn. Ngay đây là một cái ngôi chợ nhóm này, ngay một cái góc đường Quy Đức chứ lại đường Nguyễn Văn Long. Một số bà con mình bán cá ở đây, bán bánh mì. Từ ở đoạn này là bà con mình kinh doanh buôn bán, nó kéo dài lên tới chợ Hưng Long luôn á.
ở quán phía trước, cái quán gì mà đông quá xá vậy ta, xe đậu kìa, tạp hóa, một cái tạp hóa khá lớn ở đây bán, bà con mình mua đồ đông ghê không. Ngay ở đâu đây em nhớ có một cái quán ăn lẩu dê hai tím khá là nổi tiếng mà không biết nó nằm ở đâu. Bây giờ những cái cây ốt nó mọc lên quá trời quá xá luôn, không còn nhận ra được. Hay là mình đi qua rồi ta, cái lẩu dê đó nổi tiếng lắm. Nếu mà bà con mình ở nơi đây á, thì xưa giờ chắc sẽ biết cái quán đó. Bên đây giờ nó có thêm cái quán cà phê Ren, cà phê rộng quá trời rộng luôn, nhìn đẹp quá ha, kim luôn quán phở, phụ kiện, tắm bớt chất hơi, một cái cụm mà kinh doanh mặt hàng sang sát nhau, không thua gì ở trung tâm Sài Gòn nha cả nhà. Cái đường này ngày xưa nếu mà mình chạy á, mình chạy tuyến ngoài này nè, mình chỉ thấy những cây xoài thôi, cây xoài nó gian qua nhà dân á, bà con mình trồng xoài á, nó gian ra hay hái trộm đồ thì nhiều á. Ngày xưa thức ăn không có, nứt nó phá lắm, nó hay hái trộm, nếu mà đi ngang lỡ tay á, trái nào mà thầm thầm ra ngoài là xong với mấy ảnh liền. Kìa, lẩu dê hai tím nè, cái lẩu dê này em ăn rồi cũng khá ngon, không gian quán bên trong khá là rộng á cả nhà, rộng thênh thang ở phía trong á, dành cho hộ gia đình ở đây. Rồi mình tiếp tục đi thẳng á, là mình lên chợ Hưng Long á, một cái đoạn nữa, và tới đây là có một cái con đường Nguyễn Văn Thời ở trong đây, một cái con đường làng quê. Và bây giờ thì em sẽ quẹo vào chia sẻ cho cả nhà xem cái cảnh quê ở đây ha, vùng ven Sài Gòn. Qua đường rất khó khăn luôn á, cái tuyến đường ngoài. Còn cái tuyến đường trong đây là khá là vắng rồi, thấy không có bóng dáng ai chạy hết nè. Sơ sát quá ha. Bên đây cũng có nhà cố cụ hồi xưa giờ bà con mình sinh sống. Mấy căn nhà này có vườn hết á. Mặt tiền ở trong đây thấy nó ít người, ít nhà ở lắm. Bên đây nó lại có cái kênh nè cả nhà, kênh đầy Lục Bình luôn. Khu này có vẻ là người ta làm vườn không được hay sao. Tạp hóa Cường Trí, tạp hóa ở dưới quê nó cũng ngộ lắm, họ bán mà khách lạ nếu mà không để ý thì sẽ không biết, chứ không phải như quảng bá phô trương ở chỗ nhộn nhịp đâu, ai cũng phải chạy ngang cũng phải biết ngay chỗ đó nó có tạp hóa. Còn đây á, y như là gia đình vậy đó, ai biết vô mua không biết thôi vậy đó, cái dạng mà khép kín, không bản cổng, không này không kia được cả nhà. Khu vực này em thấy làm như là không có trồng vườn được, đất bà con mình ha bỏ hoang khá nhiều, cỏ ống rồi nó mọc lên nè, thênh thang luôn. Nếu mà gặp mấy cái vùng đất như là ở Phước Hậu rồi dưới Long An á, Mỹ Lộc rồi đó, mấy cái này thì mê à, dễ gì người ta bỏ qua, lọc vườn liền á. Chỗ căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh với những cái hàng rào đậu đũa kìa, đẹp ơi là đẹp luôn. Một căn nhà mà canh vườn thấy nó bình dị quá. Ở đây nghe tiếng chim hót nữa. Bên kênh này có lẽ là
chịu thiệt thòi hơn. Con bé này nó làm cái gì vậy ta? Ôi nó đập cái gì vậy? Nó ra đường nó tự chơi luôn. Mình muốn làm nhà bên đây là mình phải có cái cầu mới được. Cầu bê tông cũng tốn mớ tiền á cả nhà. Với lại kinh doanh thì nó bất tiện hơn là ở phía bên này chắc rồi. Tay ta lủi vô được, còn qua cầu thì ta sẽ ngại hơn. Trời ơi, hai chú nó đi coi đất. Ở ngay đây có cái quán gì mà nó dẹp mất tiêu rồi nè. Quán kinh doanh thì thấy đèn văng phía trước tứ tung luôn. Đường này khó kinh doanh nè nha. Cả nhà mình thấy là phía trước toàn là cỏ dại không? Nó nhìn chẳng khác nào cái khu vực đường ở dưới Cần Đước, Cần Giuộc. Nhưng mà theo đánh giá, theo em nhận xét, nó không đẹp bằng. Tại đường quê bây giờ, đường đồng đó, họ trang trí nhiều lắm. Họ trồng bông hoa đẹp cực kỳ á cả nhà. Phía này được cái đám rau, một đám duy nhất hồi nãy giờ mình chạy vòng đoạn cũng khá xa rồi nè. Tổ 6 ấp 3 hẻm, ở trong cũng nhà nhiều quá. Vườn tược ở đây ít trồng lắm, ít trồng hoa màu được lắm. Cây cỏ nó mọc dại mọc ven bên đường, nhìn nó có một chút gì đó hoang vu. Nhất là những cây châm bầu ở cả nhà. Châm bầu ở đây nó mọc lên phải nói là nó cao luôn á, không ai thèm đếm xỉa tới. Gặp mấy cái khu vườn này là ở dưới Mỹ Lộc á, là họ cải tạo canh tác trồng rau liền. Trồng rau là ngon lành, cành đào liền, có thu nhập liền á. Ở đây là bỏ hoang không vậy? Trời, hai bé này nó nướng cái gì vậy ta? Tôm. Nhìn ngon quá à. Chắc đãi tiệc ăn gì đó, ăn mừng gì đó. Lâu lâu họp mặt hay sao? Ngay đây là một cái nhà xưởng cưa. Những cái gốc cây khô họ bỏ, họ làm đồ mỹ nghệ. Ý, xin chào, xin chào. Chó như quê nó đi lông nhông, nó đón mình không à. Nhìn dễ thương quá. Ba bốn con trước nữa kìa, cả bầy luôn á chứ đâu ít đâu. Ruộng lúa ở đây cũng khá là ít đám làm ở cả nhà. Ta làm có miếng à, còn trong bỏ hoang luôn kìa. Làm kêu như cái kiểu mà như có gì sao á. Phía trước còn đám người ta dựng liều ở bên đường luôn. Đám mà tổ chức đám tang cho người mất. Nhà có chuyện buồn cũng xin chia buồn cùng gia đình. Đây là một cái khu nhà vườn người ta xây để người ta giữ đất thôi, chứ người ta chưa cải tạo gì hết. Bên đây là khu vườn khác nữa cả nhà. Coi nó rộng thênh thang luôn, trồng chuối không à. Mình tới cầu Nguyễn Văn Thời nè. Đây là một cái đám ruộng mà phía trong sâu của xã Quy Đức đó cả nhà. Em cho cả nhà xem ha. Cái nét đặc trưng ở đây luôn đó. Em thấy rất là nhiều đám như thế này. Người ta bỏ hoang mà ở dưới năng lát nó mọc. Cái này là những cái chỗ hoang du dữ lắm nó mới mọc như vậy nè. Người ta ít cải tạo canh tác. Dưới lại có cỏ nữa. Cỏ này khó làm dữ dội luôn. Còn người ta trồng những cái cây bình bát đó không biết làm cái gì á. Tự ủ vậy á. Đại đa số mình chạy ở khu rừng vùng này á, mình thấy vậy á. Còn nước nó hơi phèn á, nó hơi vàng nhẹ thôi. Chứ không có vàng mà đậm như những cái vùng mà bị nhiễm phèn nặng á.
Tất như vậy là không có cải tạo canh tác gì được hết. Hầu như là bỏ trống bỏ hoang toàn bộ cái khu vực này. Đây là em đang kéo lên cây cầu Nguyễn Văn Thời. Cây cầu này cũng khá cao. Khu dưới đây toàn là bỏ hoang thì nhiều á. Càng vào sâu thì thấy càng vắng vẻ hoang vu luôn. Gọi là hang vu ở vùng ven Sài Gòn. Cái không khí nó lạnh lạnh. Gặp mà có trời mưa nữa thôi. Thôi rồi lỡ mưa luôn. Ve nó kêu một cái nữa thôi. Dân dùng dân mùng mà ngủ thôi cả nhà. Ở dưới quê nó thường là như vậy. Cái cảnh vật nó buồn quá. Ta trồng mấy cái hàng phượng nè. Đi ngang đây đoạn đường này nó mát. Coi vậy chứ ở đây nhà vườn người ta nghỉ dưỡng không đó. Mình đi qua nãy giờ cũng cả chục cái ngồi vườn rồi. Với lại vườn lan, kinh doanh hộ lan á. Vườn lan này nếu mà theo em nghĩ ai mà về đây khoảng chừng chục năm, 8 năm tới chục năm về trước mà về mua đất ở đây mà đã biết cách trồng lan rồi á thì em chỉ nói là một từ là giàu khá thôi. Tại em thấy rất là nhiều người về cái thời điểm đó, còn giờ nó phổ biến, nó đại trà rồi. Cái thứ nhất cái thời điểm đó đó mình mua đất ở đây á, rất là rẻ. Rẻ cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái mô hình mà phân phối gia lan giống rồi nó không có nhiều. Nhiều khi ở những cái tỉnh xa xôi đó họ đưa lên Sài Gòn á, chi phí xăng dầu rồi nó nhiều á nên cái giá thành họ đội lên. Còn ở đây họ đưa lên thì giá xăng dầu nó rẻ, còn giờ đi đâu đâu cũng thấy lan hết á, cũng hơi bị khó cạnh tranh ha. Rồi mình ra lại cái tuyến đường lớn ở nơi này rồi. Ở phía trước có anh đang câu cái gì ở đây nữa. Ngay mặt trống mặt đập. Sáng giờ có cá không anh? Mới ra hả? Anh thường câu ở đây lắm hả? À, anh ở đâu lận câu? À, cũng gần đây ha. Thôi em đi ha anh. Cảm ơn nha. Bên kia kìa mới có kìa. Máy ảnh câu cá ở đây. Xả stress cũng là một cái điều thú vị đó cả nhà. Mấy cái mặt cống mặt đập ở đây nó thoải mái lắm, gió nó mát bao phủ xung quanh đồng không à. Rồi có lẽ thì em xin kết thúc cái video clip tại đây nha cả nhà. Hồi nãy giờ mình cũng cùng em đi dạo dạo vòng vòng ở khu vực cơ sở Quy Đức một phần nhỏ ở nơi này. Em xin dừng lại. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Xin chào. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh.